Kính thưa quý vị, từ xưa đến nay, chổi lông gà được xem là một trong những vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình, giúp cho bà con thuận tiện hơn trong việc quét dọn các ngõ ngách trong nhà. Và với đa chủng loại từ chổi quét bàn cho đến những loại chổi lông gà dài đến vài mét. Chẳng cầu kỳ cao sang, chỉ bình dị như vậy thôi, nhưng trải qua bao thời gian thì chổi lông gà đã chiếm một vị trí nhất định trong không gian của mỗi gia đình Việt. Nhưng chắc chắn là ít ai biết rằng nơi xuất xứ của những cây chổi lông gà màu sắc bắt mắt này có nguồn gốc từ đâu và chúng được làm ra như thế nào. Và chính vì như vậy cho nên là trong chuyên mục Miền Tây Kỳ Thú ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng đến với làng nghề chổi lông gà Bình An, cái nôi làm nghề chổi lông gà nức tiếng ở miền Tây. Nơi đây lúc nào cũng đầy màu sắc. Từ trong nhà ra ngoài ngõ, màu xanh, đỏ, tím vàng. Ngày qua ngày, người dân nơi đây vẫn cần mẫn làm ra những chiếc chổi lông gà đầy màu sắc, đó không chỉ góp phần gìn giữ hồn quê mà phát triển làng nghề truyền thống. Làng nghề làm chổi lông gà Bình An, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp được hình thành cách đây gần 100 năm. Ban đầu chỉ vài hộ theo làm chổi lông gà, hiện nay đã trở thành nghề chính của hàng trăm hộ tại đây. Những người cố cụ với nghề kể lại, trước kia nghề truyền thống của bà con là làm quạt bằng lông vịt. Người dân đi bán quạt ở vùng Sài Gòn Chợ Lớn, thấy người Hoa ở đó làm chổi lông gà, họ học nghề rồi về làm và phát triển, tồn tại cho đến ngày nay. Đến với làng nghề không khó để bắt gặp khung cảnh làm chổi hối hả, từ phơi lông gà, nhuộm màu cho đến bó chổi. Lông mã, rồi lông mình, rồi lông cánh, lông muỗng thì lông muỗng thứ gì nè. Lông muỗng là này nhỏ, còn cái thứ bự thì lông cánh, thứ trong nhà tôi gà sỏ đó là lông cánh. Còn này lông mã là con gà trống, còn lông mình là cái con gà mái á, lông gà mái á, khâu trà sỏ nè. Để lụm ra xỏ từ cộng vô nè, rồi mình quấn thì dễ, rồi ta xỏ thì khó, xỏ lâu lắm mới được dây gì, cỡ nào làm cũng được hết. Đây là chỗ này, ở đây là từ 13 tuổi lên là làm được rồi. Nguyên liệu trúc hay mây dùng làm cán chổi được người dân làng nghề nơi đây dạo mua từ khắp nơi. Còn các loại lông gà được thu gom rồi dùng dây chỉ xỏ thành từng sợi. Loại lông đuôi gà trống màu nâu thì để nguyên. Nếu là lông gà màu trắng thì nhuộm màu, phơi thêm một nắng nữa, rồi quấn vào những đoạn trúc hay mây dài 3,5 tấc đến 6,5 tấc, tùy loại chổi lớn hay nhỏ, dài hay ngắn. Bên cạnh sản phẩm chổi lông gà truyền thống, bà con làng nghề còn khéo léo kết hợp sản xuất thêm những loại chổi từ sợi ni lông hay vải để tạo thêm sự phong phú cho sản phẩm. Dù là bất cứ sản phẩm nào, những cây chổi làm ra ở xứ này cũng luôn được thị trường ưa chuộng. Nghề làm chổi chủ yếu lấy công làm lời, đặc biệt phù hợp ở mọi lứa tuổi từ người già đến trẻ, không phân biệt đàn ông đàn bà. Thao tác nhanh nhẹn, chỉ trong chớp mắt, những cây chổi được bó đều và khéo léo lần lượt ra đời. Bình quân mỗi ngày, mỗi cơ sở làm từ 500 đến 1.000 cây chổi, đặc biệt là vào dịp Tết, nhà nào cũng phải thức trắng đêm để làm việc. Nó qua là cái bông chổi mà vô cán chổi xong rồi mình vào. Bào cho tơi ra, rồi móc cán làm 4 công dụng, thành sản phẩm. Cũng vẫn công thức y như vậy, không có thay đổi gì hết. Nhẹ hơn. Nó trước kia thì quào bằng tay, bây giờ quào bằng máy, nó nhẹ hơn. Lúc nào cũng làm bình định hoài, như lúc Tết là sớm hơn, lúc cần Tết là sung là nhiều hơn. Giá tiền thì có 250 đồng đó, miễn ngày nào quấn nhiều là 400 cây chổi là được 100 ngàn đó. Ngồi siết ghi lắm luôn nha. Mới được 400 cây được 100 ngàn. Gà Tết á, thì bằng lay gai, còn cỡ gần Tết cỡ tháng 10, tháng 11 này nè, mấy đông người ta mới đi bán nhiều, mấy bằng xiết mới nhiều. Cũng vàng, ví dụ như là ta đặt chổi mình, ta ở trên miên chẳng hạn, hoặc là ở Trà Vinh, Cao Lãnh đặt chổi mình, dân đây đặt đi bán là 50 cây, 30 cây, thì mình làm thành phẩm cho người ta, mình hẹn ngày lại lấy, mình không đi bỏ xỉ, nhưng mình không đi xa ngồi tại nhà. Ngày này hoạt động quanh năm, nhưng sôi động nhất là vào khoảng tháng 10 âm lịch đến Tết Nguyên Đán. Tuy vất vả nhưng ai cũng vui, bởi cũng nhờ ngày này mà nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, nhà cửa khang trang hơn. Trung bình mỗi lao động có thể kiếm được từ 100 đến 150 ngàn đồng một ngày. Trong suốt mùa Tết, nhiều người làm chăm chỉ có thể kiếm đủ tiền chi tiêu, mua sắm Tết. Hiện chổi lông gà ở Bình An đã đi nhiều nơi, chủ yếu là các tỉnh miền Đông Nam Bộ hoặc Campuchia, với nhiều mức giá khác nhau, từ vài ngàn đồng cho đến vài chục ngàn tùy loại.
mẫu mã của sản phẩm cũng từng bước được cải thiện. Cây chổi lông gà dù rất bình dị nhưng vẫn luôn chiếm vị thế nhất định trong mỗi gia đình. Cũng nhờ nghề này, đời sống bà con xóm chổi cũng được cải thiện và ngày càng khấm khá.